Hello. Bye bye. Chào. Đi làm đi nha, Liên. Vâng. Xin chào. Dạ. Bên nhà trai khá là đông mọi người. Vâng, rất là cô. Thank you.
bên nhà trai đến khá là đông mọi người. Và đây là toàn các cô mặc quần áo dân tộc Dao mọi người. Đây là toàn mấy anh em bên nhà trai. Và bên này là thầy cúng mọi người. Tại vì hơi chói nên là hơi tối mọi người. Bên này thì toàn là mấy em xinh tươi cũng quay phim chụp ảnh cô dâu chú rể. Và đây là những cái đồ để bái đường mọi người. Gan chén rượu, chai rượu, gan lợt nhé mọi người. Và đây là những cái trang phục của người đồng bào dân tộc Dao tự thiêu. Và bên này thì đang live stream mọi người. Và đây là các cô mặc quần áo dân tộc Dao rất là đẹp đang ngồi đây để chứng kiến cái màn rước rể của mình. Và xếp thành hai hàng, bên trên khá là nhiều và bên dưới thì ngồi kín lên luôn. Đây là có hai cô với cả em gái đang live stream mà có rất là nhiều người xem, vài nghìn người xem. Và bây giờ chú rể sẽ uống một ly rượu. Sau rồi là đến cô dâu đang là chỗ uống nhưng mà là bên này nữa thì cũng rất là nhiều người luôn, toàn là các cô các chị mặc quần áo dân tộc rất là đẹp mọi người. Và bây giờ là lễ bái đường đã kết thúc mọi người ạ. Và chú rể sẽ về một nơi và cô dâu cũng sẽ về một hướng. Và chú rể sẽ vào bên kia và vào buồng. Và bây giờ là đến cô dâu
thì sẽ về buồng của cô dâu. Và bây giờ là lễ bái đường đã hoàn thành. Thầy thì đang gọi mọi người về uống rượu, ăn gan lật mọi người. Ở đây là buồng cô dâu và rất nhiều người, các cô, các chị mặc quần áo dân tộc rất là đẹp. Vẫn như thường lệ là con gái sẽ ở bên tay trái và phía bên tay phải sẽ là con trai ngồi mọi người. Và tiếng kèn rất được thổi lên, có nghĩa là để mời người ở bên nhà trai đến dùng cơm. Toàn là người đẹp mặc quần áo, trang phục cũng rất là đẹp. Và tiếng kèn rất là dài để mời bạn ở bên nhà trai đến dùng cơm. Và có cả các bác ở đây thì cũng đang quay video và livestream. Và mọi người ăn cơm ở trên này thì mình rất là ngon. Những món ăn ở trên này nhìn rất đặc biệt. Ông đâu? Ông à. Sao đang nhận ông đó thế? Ôi giời. À, cái nhà ứng này một chất chất này đó. Rồi, chơi ở ông này chất chất đó. Nào. Ứng trẻ cháu sắp trẻ. Ứng. Chú chơi. Ứng châu, ứng nè, sám châu, sám nè, chồng châu, chồng nè, lồng châu, lồng nè, ứng châu, ứng nè, lồng châu, ứng nè. Nhìn là thẳng lầu á, Nhìn là ứng lầu. We'll be right back.